Ngày 9 tháng 11, Tổ đại biểu số 7 Hội đồng Nhân dân huyện gồm các ông Lê Nam Giang, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, Trương Tư Thoan, huyện ủy viên, Chủ tịch Hội nông dân huyện, Hoàng Minh Phong, Phó trưởng Ban tổ chức huyện ủy, Nguyễn Văn Cả, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng tổng hợp Mạnh Hùng, bà Nguyễn Thị Hà Thu, Phó Ban pháp chế Hội đồng Nhân dân huyện, đã có buổi tiếp xúc với cử tri các xã Kim Hóa và Lê Hóa trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2023, Hội đồng Nhân dân huyện khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại các buổi tiếp xúc, cử tri đã được nghe đại diện Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện ứng cử trên địa bàn, thông tin tình hình thực hiện nghị quyết của Hội đồng Nhân dân huyện về phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh 10 tháng năm 2023, thông báo sự kiện chương trình, nội dung kỳ họp thường lệ cuối năm 2023, Hội đồng Nhân dân huyện khóa 20. Cử tri bày tỏ vui mừng, phấn khởi trước những kết quả mà huyện đã đạt được trên các lĩnh vực, đồng thời kiến nghị đề xuất một số ý kiến như cử tri xã Kim Hóa kiến nghị cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng, sớm đưa công trình trường mầm non Tân Thủy vào sử dụng, đảm bảo môi trường học tập khang trang hơn cho các em học sinh, cần nghiên cứu lựa chọn các giống cây trồng phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương để thống nhất đưa vào sản xuất, góp phần tăng năng suất, sản lượng và hiệu quả về kinh tế. Cử tri xã Lê Hóa kiến nghị chương trình hỗ trợ lợn giống, thương phẩm cho hộ nghèo trên địa bàn xã hiện đang được triển khai thực hiện. Tuy nhiên, nhiều con giống mới đưa về bị nhiễm bệnh, một số đã chết. Cử tri kiến nghị cần làm rõ nguyên nhân để có biện pháp xử lý kịp thời. Tuyến đường điện cắt ngang quốc lộ 15 đoạn qua thôn Quảng Hóa rất thấp, gây cản trở giao thông, nhất là đối với các loại xe vận tải cỡ lớn. Cử tri kiến nghị nhanh chóng xử lý để đảm bảo an toàn lưới điện và thuận lợi trong đi lại. Một số ý kiến khác liên quan đến kiện toàn bộ máy lãnh đạo xã, hỗ trợ kinh phí xây dựng cơ sở vật chất cho các trường học, lộ trình sáp nhập các đơn vị hành chính, việc xử lý giải quyết các diện tích rừng vi phạm về công tác rà soát hộ nghèo. Sau khi lắng nghe ý kiến của các cử tri, đại diện lãnh đạo các địa phương nơi tiếp xúc đã tiếp thu và trả lời những ý kiến, kiến nghị, đề xuất thuộc thẩm quyền. Đại diện Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện ứng cử trên địa bàn, ông Lê Nam Giang, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, ghi nhận đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các cử tri, đồng thời làm rõ một số vấn đề trực tiếp tại hội nghị. Một số ý kiến khác, Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện tiếp thu, chuyển các ban, ngành liên quan xem xét, giải quyết.